gì ở trong đầu mình những cái vấn đề này. Thứ nhất là các bạn trình bày được, biết được, nói tiếng trình bày được thì theo lý thuyết thôi. Chứ đối với các bạn mình cũng không yêu cầu các bạn nhiều, mà chỉ cần các bạn nhớ cấu trúc của cái virus đường ruột này nó như thế nào. À, cái thứ hai là các bạn phân biệt được và phân nhóm được các enterovirus. Ví dụ nói về enterovirus thì chúng ta biết nó gồm những cái nhóm nào, có những tác nhân nào. Và thứ ba là mình trình bày được cái cơ chế gây bệnh. Ví dụ cái virus đó nó đi vô người mình thì nó đi theo những đường nào, nó gây những bệnh gì, nó biểu hiện ra sao. Và thứ tư là các bạn biết được những cái loại bệnh phẩm cần thu thập cũng như xét nghiệm chẩn đoán. À, từ cái việc mà cơ chế gây bệnh thì chúng ta có thể đoán được là chúng ta có thể chọn những loại bệnh phẩm nào để gửi làm xét nghiệm. Nhất là các bạn sau này khi ra trường làm bác sĩ mà chúng ta ngồi phòng khám, chúng ta ngồi mà hoặc là trong các bạn mà nếu mà đi theo cái hệ dự phòng như chúng tôi hiện nay á, thì các bạn sẽ xem là với những cái chùm ca, những cái dịch bệnh ở cái nhóm này thì chúng ta nghĩ đến những cái tác nhân nào và chúng ta chọn loại mẫu ra sao. À, và cuối cùng là các bạn biết được những cái loại vaccine phòng bệnh đối với những cái virus hiện nay là gì, virus đường ruột hiện nay là gì. À, cái đó là chung. Hình như là chiều nay các bạn có chuyên đề riêng về tay chân miệng đúng không? À, thì cái lúc đó các bạn sẽ sâu hơn về tay chân miệng. Và chính vì vậy mà cái tiết này tôi ráng cố gắng là sắp xếp trong buổi sáng hôm nay để các bạn hiểu về những cái tác nhân đó, thì khi các bạn làm cái chuyên đề về tay chân miệng rất là dễ. À, chứ thật ra do tôi chạy xe vô hôm qua tại vì công tác ở tỉnh đến về cũng hơi khuya. À, sáng nay nó bị muộn, chứ lúc đầu là cũng định xin nhờ là đổi qua tới cuối tuần, nhưng mà mình thấy các bạn có cái chuyên đề tay chân miệng của chiều nay nên mình cũng cố gắng sắp xếp để sáng nay đến trình bày với các bạn. Như vậy thì khi mà các bạn được học lý thuyết về enterovirus thì các bạn nắm được những cái mục tiêu này ha. Các bạn chỉ cần nắm cơ bản thôi. Và trong cái vấn đề mà sau này cũng vậy, khi mà nói về virus đường ruột thì các bạn biết nó là những con gì ha. Tại vì hình như là các bạn còn đi một lần thực tập ở hình như ở viện Pasteur chúng tôi vào hình như năm thứ năm hay sao á. À, hình như có gặp lại các bạn một lần nữa năm thứ năm. À, để mà các bạn tìm hiểu sâu hơn về những cái xét nghiệm này, thì đối với nội dung cũng tương ứng với những mục tiêu thì chúng ta cũng có phần tính chất virus, phân loại tính chất gây bệnh, dịch tễ, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị. Ha, điều trị phòng bệnh ha. Thì đối với tính chất á, thì virus đường ruột ha, nó có tên là enterovirus, nó thuộc cái họ bicorona. Bico là nhỏ ha. RNA có nghĩa là ribonucleic, đó là những cái RNA rất nhỏ. À, nó là thuộc cái nhóm nhỏ. Thứ hai, nó có nhiều thành phần, nó là một cái thành viên là quan trọng nhất ở trong cái y học và chăn nuôi. Nói về enterovirus thì người ta cũng nghĩ đến nó nhiều. Và nó đặc biệt, các bạn nhớ, nó là một cái loại virus không có cái vỏ bên ngoài ha. À, các bạn cũng đã học rất là nhiều trong tuần vừa qua, thì các bạn có biết virus nào không vỏ nữa không? Có không? Ở trong cái phần đại cương nhớ là ở cái bài như của chị Xuân Liên á, có giới thiệu với các bạn cái nhóm virus nào có vỏ, nhóm virus nào không vỏ. Vỏ là gì? Là cái vỏ lipid bên ngoài. Đối với một cái nhóm virus thì mình quan tâm đầu tiên hết là nó là loại virus gì, có vỏ hay không vỏ. Bởi vì từ cái tính chất của vỏ hay không vỏ của nó mà người ta đưa qua với vấn đề là diệt được nó hay không bởi cái tác nhân nào, giống như là bất hoạt hay trung hòa nó bởi cái hóa chất nào. À, nếu mà có vỏ thì biết thì nó rất dễ diệt. Ví dụ như cái tác nhân vừa rồi, dịch trong 2 năm vừa qua, các bạn học chưa? Nhóm virus hô hấp, SARS-CoV, đúng không? Thì SARS-CoV nó
là loại virus có vỏ, có vỏ lipid bên ngoài. Và chính vì vậy mà chúng ta xử lý nó rất là đơn giản, xịt cồn, cồn có thể tiêu diệt được nó. Tuy nhiên à, tí nữa vô trong cái phần mà tính chất của nó đó, thì các bạn sẽ thấy chính vì vậy mà chúng ta không xử lý virus đường ruột bằng cồn được, mà phải xử bằng hóa chất khác nha. Đó là nhớ tính chất của nó là không vỏ. Và đây là hai cái hình ảnh mà một cái phân tử người ta chụp được và người ta cho những cái màu, ví dụ màu xanh lá, màu xanh dương và màu đỏ, là mỗi cái nó bằng vi tính hóa. À, tí nữa chúng ta sẽ nói nhiều hơn nó. Và dưới kính hiển vi điện tử thì chúng ta sẽ thấy nó có rất nhiều cái virus thành những điểm này. Và cấu trúc của nó thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái hình cầu đấu xứng, và nó sẽ gồm 20 mặt, mỗi một mặt tương ứng với một cái tam giác nè. Nó gọi là tiểu đơn vị. Thì trong cái tiểu đơn vị này nó sẽ có ba cái protein là 1, 2, 3 và 4, viết tắt là VB, protein của virus. Thì các bạn sẽ thấy nó thể hiện bên ngoài là 1, 2 và 3. Còn 1, 2, 3, còn cái 4 á, nó nằm ở bên trong. Các bạn thấy màu xanh nhạt nhạt này không? Nên khi mà mình nhìn chụp ở bên ngoài thành cầu của nó, chúng ta sẽ không thấy được cái VB4, mà chúng ta chỉ thấy được cái VB1, VB2 và VB3 thôi, ở cái hình tam giác. Và mỗi một virus nó sẽ có 20 cái mặt này ha. Và nó là một cái loại virus RNA dương, khoảng dài khoảng 7.200 đến 8.500. Nó là cái thành phần di truyền nhân lên và gây nhiễm của virus. Thì về những chức năng các thành phần của nó, như các bạn thấy, nó có những cái protein 1, 2, 3 và 4 nằm ở trong cái vùng cấu trúc là B1. Nó là cái thành phần quan trọng. Và những cái protein chức năng khác, nó có chức năng là sao chép. Đó là những cái protein còn lại ha. Thì cái này giới thiệu với các bạn thôi, các bạn cũng không cần quan tâm nhiều tới nó. Các bạn chỉ khi nào các bạn trở thành những cái người virus học thì đó các bạn phải tìm sâu về nó. Còn đối với mình chỉ biết nó là virus không vỏ ha. Cái thứ hai, trong thành phần của nó thì có VB1, VB2, VB3 và VB4. Ở vùng B1 là cái thành phần quan trọng nhất của virus. Nó dựa vô đó mà người ta xác định được nó là tiếp nước thanh gì, cũng như là cái vùng thay đổi nhiều nhất. Nên tất cả người ta sẽ nghiên cứu ở cái vùng đó. À, các bạn chỉ nhớ vậy thôi. Rồi, thứ hai thì cũng giới thiệu sơ lược về cái việc mà nhân lên của virus ha. Thì đối với cái virus này, đầu tiên nó sẽ bám dính, sau đó nó vô trong một tế bào, một virus vô trong tế bào, nó sẽ xâm nhập ha. Rồi bắt đầu qua tới cái phần nó mở cái vỏ. Cái vỏ là cái gối bên ngoài ha. Xong có những RNA ở trong hình nãy mình có gửi các bạn á, thì các bạn sẽ thấy sau khi nó mở vỏ thì những cái RNA này nó sẽ tách ra, nó sẽ tạo nên những cái RNA mạch dương, nó sẽ tạo nên mạch âm và bắt đầu nó sản xuất. Từ cái mạch âm đó nó sẽ tạo ra những cái mạch dương. Đồng thời đối với cái RNA này nó cũng dịch mã và nó tạo nên những cái protein. Từ những cái protein không cấu trúc của cái lớp vỏ đó, nó sẽ tạo nên những cái cáp xít rỗng. Rồi một cái cáp xít rỗng này nó sẽ tạo rất là nhiều cáp xít rỗng, và một cáp xít rỗng này nó sẽ kết hợp với một cái RNA, nó tạo nên một con và nó phóng thích virus ra ngoài. Đó là sự nhân lên của virus. Và nó nhân lên ở trong bào tương của tế bào. Nó không có ảnh hưởng gì của nhân tế bào hết, nó chỉ nhân lên trong bào tương. Thì trong cái slide mình cũng có viết rất là chi tiết. Ví dụ như đầu tiên nó nhận diện, nó bám dính, và khi bám dính mở vỏ, rồi khi nó dịch mã nó tạo nên những cái protein B1, B2, B3. Rồi tiếp tục tạo nên những cái B1 thì nó sẽ tạo 4 phân tử protein cấu trúc. Và B2 và B3 thì nó sẽ phân tách thành 7 protein không cấu trúc. Để rồi nó sẽ
trong quá trình sao chép bộ bộ gen đó thì nó có cái sự đóng gói protein nó đủ, nó sẽ đóng gói, nó tạo nên một cái lớp vỏ và RNA nó sẽ chui vào, nó lại tiếp tục phóng thích ra ngoài tế bào. Đó là sự nhân lên của virus. Như vậy với một tế bào, nó có thể virus nó vào, nó sẽ tạo rất là nhiều virus để mà nó phóng thích ra ngoài. Đó là cơ chế của cái sự nhân lên của virus. Như vậy đối với virus này, chúng ta nhớ virus này nhân lên trong bào tương ha. Và nó khi nó xâm nhập vào trong bào tương thì tự nó sẽ bóc tách ra và tự nó sẽ nhân lên những RNA. Còn những cái thành phần protein thì nó sẽ tạo nên những cái đóng gói vỏ và nó tiếp tục sao chép nhân lên và phóng thích ra ngoài gây bệnh. Và dựa vô cái tính chất như nãy mình vừa nói với các bạn là cái virus này nó không có vỏ lipid, vì không có vỏ lipid nên nó sẽ không hoặc ít bị mất hoạt bởi các chất mà hòa tan trong lipid, ví dụ như là cồn, chlorophyll, phenol và ester. Những cái chất này không hoặc là ít mất hoạt virus, mà nó chỉ bị bất hoạt bởi chloride tự do hoặc là sodium hydrogen. Thì những cái đó là gì? Những cái hóa chất thông dụng hiện nay mà người ta dùng để diệt cái virus này, mà các bạn thấy trên cái quảng cáo trên trong cái chiến dịch phòng chống dịch đó, là người ta sử dụng cái gì các bạn? Hả? Raven hoặc Loramin B. Để các nhà các trường mẫu giáo, các bạn sẽ thấy họ, những cái giáo viên mầm non thì họ thường xuyên rửa đồ chơi của trẻ em bằng những cái dung dịch Raven hoặc Loramin, lau sàn, dọn vệ sinh bằng những cái dung dịch này, bởi vì nó mới diệt được những cái con virus. Còn cồn xịt không ăn thua, các bạn nhớ mỗi một virus. Và cái virus này nó sẽ bất hoạt ở nhiệt độ từ 56 độ trong 30 phút. Chính vì vậy mà khi nó tồn tại ở môi trường bên ngoài, nó tồn tại rất lâu, nó bền nha. Và nó có thể bị diệt bởi tia cực tím hoặc là tia gamma. Nên cũng có những cái trường hợp là người ta sẽ sử dụng đèn cực tím để diệt. Nhưng mà nó cũng độc, đèn cực tím thì các bạn biết rồi, chính độc. Nên cái việc mà sử dụng đèn cực tím chỉ trong phòng xét nghiệm. Còn ở bình thường chúng ta sẽ không xài, chúng ta sử dụng cái Raven là cái dễ mua nhất ha, hoặc là Loramin ha. Và cái virus này á, nó chịu được pH phổ rộng ha. Và tính chất nuôi cấy của nó, với những cái virus như vậy thì những dòng tế bào cho virus đường ruột nói chung nó là cái gì? Những cái tế bào như H2, RD, L20B và Pro, thì mỗi một cái dòng tế bào như vậy nó sẽ có đặc trưng cho từng nhóm enterovirus riêng. Ví dụ đối với H2 thì nó là thuộc cái nhóm coxsackie B. RD là nó toàn bộ tất cả những gì entero nó có thể phát hiện được ha, nó đặc hiệu cho những cái nhóm đó. Và cái L20B này nó là một cái tế bào tạo ra có những cái receptor to chuyên dùng để phát hiện những poliovirus. Bởi vì cái poliovirus thì các bạn cũng biết rồi, nó là đã được thanh toán ha. Và bởi vì muốn đặc hiệu cho nó, người ta đã sản xuất ở cái hệ thống của trên thế giới, sản xuất ra cái tế bào L20B. Và cuối cùng tế bào Vero là tế bào thận thị xanh châu Phi thì được xài rất là nhiều, nhưng nó cũng không phải là cho toàn bộ entero mà nó đặc thù cho một số, ví dụ như là entero 71 hay là những cái gốc kia 616 thì đối với Vero nó cũng nhạy. Đó là những cái tính chất. Và phân loại, trước đây thì người ta phân loại virus đường ruột trong cái họ bị corona ở người theo huyết thanh học. Huyết thanh học các bạn thấy nó gọi là serotype. Serotype thì là huyết thanh học. Thì người ta chia nhóm họ là họ bị corona rồi nó sẽ có rất là nhiều nhóm, ví dụ apto, cardio, rhino,
rồi hepato và cái entero. Thì trong cái entero đó, như vậy chúng ta thấy là microrna nó có rất là nhiều nha. Nó có là viêm gan A nữa ha, rồi có nhóm là lino nữa ha. Thì cái nhóm entero theo huyết thanh học thì người ta phân nhóm là polio, ergo, entero, coxsackie. Trong coxsackie thì người ta chia là coxsackie A và coxsackie B. À, đó là xét theo về huyết thanh học. Nhưng sau đó thì đối với cái nhóm microrna theo sinh học phân tử thì người ta lại chia cái nhóm entero này nè, nó thành entero A, B, C và D. Đồng thời nó cũng có reno A, reno B, reno C. Rồi entero D thì nó còn entero E, F, G, H và J. Thì rất nhiều những cái nhóm entero và reno. Thì trong cái entero thì bốn cái nhóm mà được nghiên cứu nhiều nhất trong cái loại đó ha, thì nó cũng có là entero A, B, C và D. A là những nhóm coxsackie và entero 71. B là những cái nhóm coxsackie B, coxsackie A, một số ergo. Và C là cái nhóm polio. Và cuối cùng E là cái nhóm là EB68, 70, 94, vân vân. Đó là người ta chia theo nhóm về phân tử. Và hiện nay đến giờ này thì người ta phân nhóm theo entero nhóm A, nhóm B, nhóm C và nhóm D. Hiện nay tất cả những cái bài báo, những công trình nghiên cứu thì người ta là phân nhóm theo kiểu như vậy. Và ở đây mình tóm tắt lại một cái bảng cho các bạn dễ nhìn. Riêng entero mà gây bệnh ở người á thì theo di truyền học, cắt từ cái bảng hồi nãy tôi cắt ra, thì nhóm A chúng ta sẽ thấy gồm có những coxsackie A từ 2 đến 8, 10, 12, 14, 16, entero 71, 76, 89, 92 vân vân. Rồi B là gồm có coxsackie A, coxsackie B từ 1 đến 6. Rồi ergo những cái entero còn lại. Và nhóm C là có polio từ 1 đến 3. Rồi những cái coxsackie và cũng những entero. Thì cái entero 68 là cái cũng gần đây cũng được nhắc đến ở Mỹ, cũng như một số dịch vừa qua thì tôi cũng có phát hiện được entero 68 ở Việt Nam, nhưng mà mới được có một ca duy nhất thôi, cách đây cũng 3 năm, là trên một đứa trẻ thì bị là lúc đó chẩn đoán là như tay chân miệng nặng, không phải tay miệng, gọi là bệnh đường hô hấp cấp. Và ở tỉnh Kiên Giang có lấy mẫu gửi thì chúng ta có chẩn đoán ra ca này là nhiễm VD 68. Đến nay cũng chưa có phát hiện được ca thứ hai. Thì đây là cái phân loại về hiện nay được áp dụng nha. Đây là cái hình ảnh về cái cây phả hệ. Như vậy thì nãy giờ giới thiệu với các bạn, thứ nhất cái con enterovirus nó là gì, cái thứ hai vì tính chất của virus đó mà nó bị diệt bởi quá chất nào, nó tồn tại môi trường ra sao, và cái thứ ba phân loại phân nhóm nó như thế nào. Trước đây thì theo huyết thanh học thì nó là chia theo nhóm tên, ví dụ coxsackie B rồi entero rồi ergo rồi polio. Nhưng theo về di truyền học, có nghĩa là theo phân tử gen, thì người ta sẽ chia làm A, B, C và D. Và tính chất gây bệnh của con virus này nó như thế nào, các bạn chỉ cần nhìn hình này là các bạn sẽ nhớ và các bạn hiểu được nó, thì các bạn chả cần học bài. Thì cái virus này đầu tiên nó phải qua đường ở vùng hầu họng nè, qua đường tiêu hóa. Nó sẽ nhân lên ở cái vùng họng và amidan này. Rồi nó có thể, bởi vì vùng họng và amidan nó có nhiều mạch máu, nó có thể theo máu đến nhiễm lần nhất, hoặc
nó có thể đi theo đường tiêu hóa, nó đi xuống, nó theo dạ dày, bởi vì tính nó đề kháng ở cái pH phổ rộng mà, nên nó qua được dạ dày đến ruột non. Và ở ruột non thì nó có những cái mảng bê da hạch bạch huyết á, là cũng có rất là nhiều mạch máu, thì nó sẽ nhân lên ở những mảng bê da này, nó có thể đi vô nhiễm vô máu lần nhất. Có nghĩa là một là nó đang nhân lên ở hầu họng, thì lúc đó nó sẽ đi đến nhiễm vô cơ thể và đi đến cơ quan đít. Hoặc nó không đi theo đường đó, nó sẽ xuống đường ruột tới những cái mảng bê da hạch bạch huyết, thì nó sẽ được nhân lên và nó đi theo đường máu nhiễm vô cơ thể. À, thì khi mà nó nhiễm virus vô máu lần một, nó sẽ đi theo đường máu nó đến cái cơ quan đích, cái mô đích của nó là gì. Thì đối với con virus này, những cái nhóm virus từ ruột này nó sẽ đi đến não, màng não, gan, da và cơ. À, não thì các bạn biết rồi, nó gây những cái bệnh gọi là viêm não. À, và viêm não thì cái mà quan tâm nhiều nhất từ trước đến giờ đó là bại liệt, đúng không? Rồi, ngoài bại liệt nó vẫn có một số antero 71 cũng gây viêm não. À, gây viêm não, gây biến chứng thần kinh mới gây tử vong. Cái thứ hai là nó đến viêm màng não, nó đến màng não thì nó sẽ gây viêm màng não. Thì đó, người ta cũng đã nghiên cứu ra được một số cái tác nhân mà nó gây nên những cái bệnh này. À, và thứ ba, gan thì rõ ràng chỉ có viêm gan A, hồi nãy trong phần nhóm mình cũng có nói. Và da thì nó sẽ gây phát ban, những cái nốt bóng nước của tay chân miệng. À, thì có rất là nhiều tác nhân gây nên phát ban, chứ không phải là mỗi cái antero 71. Chiều nay các bạn thảo luận, các bạn sẽ thấy chuyên đề của các bạn mà, đúng không? Và đối với một đứa trẻ có thể mắc tay chân miệng khoảng 7-8 lần, chứ không phải là chỉ một lần là có kháng thể, bởi vì nó rất là nhiều cái tác nhân gây bệnh tay chân miệng. À, ngay cả bản thân con tôi nhà cũng vậy, nó có thể mắc từ nhỏ, nó có thể đã bị là 6 lần tay chân miệng. À, nhưng mà đối với tôi thì chỉ lo lắng nhất đối với HV71, và khi cái mùa dịch đúng cái năm HV71 qua thì mình yên tâm nó đã có kháng thể HV71. Còn những lần sau thì nó là những cái con cóc sức kia khác, nó cũng có biểu hiện bệnh nhưng nó không có nguy hiểm bằng cái HV71. Rồi, đó là biểu hiện ở da. Và cuối cùng là cơ. Cơ thì đa phần là những cái con virus cóc sức kia B. Cơ thì nó đi vô cơ thể mình, nó gây cơ gì? Chỉ có mỗi cơ tim, cái cơ mình phổi, thì nó sẽ gây biểu hiện viêm cơ tim chủ yếu ở cóc sức kia B. Sau này khi các bạn đi thực tập ở Nhi á, thì thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy được bác sĩ có nói là đứa này là viêm cơ tim nghi là do nhiễm cóc sức kia. Nhưng mà bởi vì hiện nay á, về chẩn đoán này tí xíu mình sẽ nói, nó không có đặc hiệu cho ví dụ như là chẩn đoán đúng con này là cóc sức kia B, và chỉ có mỗi duy nhất cái phòng xét nghiệm chỗ tôi là làm phân lập chủng virus cũng như là làm PCR để phát hiện, nhưng chỉ phục vụ cho hai cái chương trình giám sát. Một là thanh toán bại liệt, những đứa trẻ nào liệt mềm và cấp tính thì được lấy mẫu gửi đến viện để xét nghiệm miễn phí. À, cái đó là sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới. Cái thứ hai, trẻ nào tay chân miệng có biến chứng thì sẽ được lấy mẫu gửi đến viện Pasteur cũng miễn phí luôn qua cái hệ thống là phòng chống dịch. Tuy nhiên, nếu mà mình chỉ soi những cái trường hợp nặng, những trường hợp liệt, mình không biết được sự điều hành những cái chủng hiện nay, thì viện của chúng tôi có cái giám sát những ca bất kỳ nghi ngờ là tay chân miệng ở gọi là giám sát trọng điểm ở 3 điểm, 3 tỉnh của miền Nam Việt Nam, đó là Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhi Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Khoa Nhi. Thì
thì hàng tuần họ sẽ chọn 10 mẫu gửi về viện Pasteur để xét nghiệm chẩn đoán đó là còn gì. Ví dụ năm nay tay chân miệng lưu hành hiện nay đến giờ này ở năm 2022 cứ nhớ năm nay hoài thì nó là Toxoplasma 6 là chủ yếu chiếm tỷ lệ 70%. Đó, thì chúng ta có những cái giám sát đó để biết được sự lưu hành của những cái virus. Như vậy thì các bạn nhìn vô cái sơ đồ cái hình này thì các bạn biết được virus đường ruột nó sẽ gây những cái bệnh gì, nó có những tác nhân nào, và từ đó chúng ta có thể đoán được chúng ta sẽ lấy mẫu bệnh phẩm gì. Suy nghĩ đi ha, để tí xíu nữa sẽ tới cái phần chọn mẫu các bạn sẽ trả lời. Ví dụ như mình nhìn mình thấy nó đi vô đầu tiên ở họng xong nó nhân lên, nó có thể vào máu, có thể nó đi xuống, tới dưới cây ở ruột non, nó qua những cây hạch bạch huyết, cây nó sẽ đi vô máu tiếp tục. Hoặc nếu mà nó không vô máu nữa thì nó sẽ bị đào thải qua phân, từ ruột non nó đi xuống, nó đào thải qua phân. Cái hình mình đi vẽ đây, nó sẽ đào thải virus ra phân, ra môi trường bên ngoài. Vậy thì nếu chúng ta lấy mẫu để xem đứa bé này nó có nhiễm enterovirus hay không thì chúng ta sẽ chọn lại mẫu bệnh phẩm nào nha, các bạn suy nghĩ thử nha. Rồi thì đây là một cái hình, cái hình này cũng rất là thú vị của một cái đồng nghiệp, cái ông doctor Oi nè, Oi Mong Ho, ông này là người Malaysia, cũng đã hợp tác với tôi từ năm 2005. Thì ông có vẽ một cái sơ đồ về cái cơ chế gây bệnh ha. Virus đi vô họng, nó sẽ có thể, cái này cơ quan đích của nó có thể đến não, rồi nó cũng có thể đến da, bàn tay, bàn chân nè, rồi nó cũng thấy có thể gây biểu hiện bệnh tim nè, viêm não, màng não, cũng như là nó có thể gây viêm não, suy hô hấp tuần hoàn, liệt mệnh cấp. Đó là những cái mà hình họ phát họa ra. Thay vì cái hình trên thì hình này nó cũng tương tự là như vậy. Thì cái này thông thường tôi sẽ áp dụng đối với những cái lớp về dịch tễ học, để người ta nhìn người ta biết được cái đường đi vô của nó làm sao, nó lây bệnh và nó gây những cái biểu hiện bệnh gì. Thì cái tính chất gây bệnh nãy giờ như mình nói thì đã được mô tả trong cái slide, sau này các bạn về các bạn cũng có thể tham khảo. Cái này cũng là một trong những cái hình riêng đối với con polio virus, nó cũng giống vậy, nó cũng đi vô máu rồi nó đi vô cả và nó đào thải qua những 12 ngày, người ta nghiên cứu được trong 12 ngày và dựa vô tính chất này nè, 12 ngày nó đào thải thì người ta mới áp dụng vô để yêu cầu lấy mẫu bệnh phẩm nếu nghi ngờ là do polio hay gọi là liệt mệnh cấp trong vòng 14 ngày. Chứ không phải tự nhiên người ta lẽ ra lý do thích 14 ngày, mà bởi vì theo cái tính chất nó là khoảng 12 ngày nó sẽ đào thải tối đa, nên sẽ cho lấy mẫu. Liệt mệnh cấp là lấy mẫu phân, bởi vì nó đào thải qua phân, thứ nhất là phân, cái thứ hai hai mẫu, và hai mẫu này cách nhau ít nhất 24 giờ thì sẽ lấy cặp mẫu đó gửi đến viện Pasteur phân lập coi có phải là bại liệt hay không. Nếu không phải là bại thì một cái tác nhân antero nào gây viêm não, gây hội chứng liệt mệnh cấp. Các bạn nhớ lưu ý sau này khi mà các bạn đi lâm sàng hoặc là sau này khi các bạn ra trường, các bạn sẽ nghe về hội chứng liệt mệnh cấp, liệt mềm và cấp tính, lấy mẫu, cái đó là trong chương trình thanh toán bại liệt của tiêm chủng mở rộng. Và cái bảng đó nó cũng được đưa ra, ví dụ đây mình đưa ra những cái nhóm, ví dụ polio nè, Toxoplasma, Toxoplasma B, Ergo hay Antero thì nó gây lên những cái bệnh lý gì. Thì mình cũng nói lại đây cho các bạn. Thì với những cái đặc tính của virus, phân loại của virus cũng
cũng như cơ chế gây bệnh của virus đường ruột. Thì chúng ta thấy về dịch tễ học, nó là bệnh lây truyền, nó có thể thành dịch mà cũng có thể lại tản. Nên thỉnh thoảng các bạn sẽ được nghe nói dịch tay chân miệng, đúng không? Rồi, cái thứ hai là nó thường tăng rõ rệt vào mùa hè đầu thu, thì thường khoảng tháng 7 và tháng 8 nha. Và ở cái vùng nhiệt đới ấy, thì nó có quanh năm như nước chúng ta, có thể tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Nhưng mà thông thường á, khoảng tháng 6, tháng 7 thì nó ít hơn, không phải là do mùa mà là do trẻ nó ít cứ đi học, nó nghỉ hè. Rồi bắt đầu tới tháng 8 chứ đi học trở lại, nó tăng trở lại. Và hôm vừa rồi đi một cái hội thảo ở Đồng Tháp thì có một vài anh bác sĩ, những người dự phòng ta hỏi: ủa sao mà cái tay chân miệng nó không chỗ nào nhiều ở Đồng Tháp, tôi cứ lanh quanh lẫn quẩn cái đồng huyện, đồng quận, huyện Cao Lãnh với thị xã, cái thành phố Cao Lãnh thôi mà, còn mấy cái huyện kia sao nó không có? Cái mình nói thật ra không phải là con virus này nó sợ ở những vùng đó, nhưng mà cái khu đông dân cư thì cái việc mà nó lây nhiễm tăng cao. Còn ở những cái vùng không phải là vùng đông dân cư thì đương nhiên là cái việc lây nhiễm của nó khó hơn, trẻ nó ít gặp nhau hơn thì nó sẽ hạn chế được cái việc lây truyền và dịch nó không có, chứ không phải là vì cái địa thổ chỗ đó nó bị ha. Và trong cái nguồn truyền nhiễm thì các bạn sẽ thấy nè, những người bệnh, người vừa khỏi bệnh và những người nhiễm virus không có triệu chứng. Vậy theo các bạn, người lớn chúng ta có bị nhiễm enterovirus không? Theo các bạn nghĩ có không? Có. Mà chính những người lớn nhiễm và chăm sóc trẻ, đương nhiên về nhà mình giữ con mình, giữ cháu mình, mình nựng, mình hôn nó, đâu bao giờ mà mình đeo khẩu trang hay mình cẩn thận trước khi chăm sóc nó, mình rửa tay đâu, đúng không? Thì cái việc lây truyền từ người lớn qua trẻ nhỏ có. Và cũng có nhiều trường hợp ta nói con tôi suốt ngày nhà không có đi học mẫu giáo sao cũng bị lây bệnh. Thì chính vì những cái câu hỏi đó, chúng tôi mới có một cái nghiên cứu và cũng đã đăng báo rồi trên tạp chí rồi. Thì có một cái nghiên cứu rằng đứa trẻ đó, bây giờ muốn bắt ca thì mình phải bắt ca những cái đứa mà gọi là nhiễm bệnh. Khi mà bắt được một ca nhiễm đến nhà đó, lấy máu và đồng thời lấy mẫu ngoáy họng của những người chăm sóc trẻ, sau đó về làm, thì thấy cái tỷ lệ người lớn dương tính có, tỷ lệ người lớn có kháng thể tăng cao ở cái thời điểm đó có, chứng tỏ những cái người này đã mới vừa mắc có thể là nguồn lây cho trẻ. Bởi vì người lớn chúng ta cái việc mà cho tay vô miệng ít hơn là trẻ, đúng không? Thì dựa vô sự biến đổi về huyết thanh học cũng như là sự tồn tại của cái virus trong chẩn đoán mà có được gọi là cái bài báo tiếng Anh nói về sự lây truyền ở trong hộ gia đình những người chăm sóc trẻ. Các bạn nếu mà các bạn có thời gian, các bạn có thể đọc những cái bài lên về, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy là người lớn mình bị nhiễm, mình đi ra ngoài tiếp xúc xong về nhà lây cho trẻ, và như vậy thì chúng ta thấy một cái nguồn rất mầm bệnh á, nó ở nhiều từ những cái người là không có triệu chứng. Và lây truyền nó sẽ qua đường phân miệng hoặc các giọt nhỏ hoặc không khí nó tồn tại ha, rồi tiếp xúc. Và thời gian đào thải theo một cái nghiên cứu thì cũng là một cái tác giả là ông Mông Hô á, ông làm cái nghiên cứu và ông thấy được đối với dịch ngoái họng á, nó tồn tại ở vùng họng á là khoảng 1 đến 2 tuần, nhưng cái virus đó ở trong thân á từ vài tuần có khi đến vài tháng. Thì đó là một cái mà họ đã nghiên cứu và đã được đăng báo. Thời gian lây thì đương nhiên từ khi bị phơi nhiễm virus trong thời kỳ ủ bệnh vẫn có thể lây,
à, chứ không phải là đợi nó biểu hiện ra rồi nó mới lây. Và thường á, thì khả năng lây truyền cao sau 5 đến 7 ngày từ khi phát bệnh. Như vậy khi mới nhiễm vẫn có thể lây, nhưng mà cái khả năng lây nó không cao. Với những trường hợp mà sau 5 đến 7 ngày từ khi mà nó phát bệnh ra thì lúc đó cái khả năng lây truyền mới cao. Đó là những cái về dịch tễ đối với enterovirus nói chung. Và đối với bệnh bại liệt thì những cái bệnh nhân mà bị bệnh bại liệt có thể nó sẽ có miễn dịch bền vững. Đối với bại liệt bền vững, và dựa vào cái tính chất bền vững của cái miễn dịch đối với bại liệt, những cái vaccine là chỉ tiêm lúc nhỏ, người lớn là không cần phải nhắc lại nha. Nhưng chúng ta nếu đã có tiêm rồi hoặc đã uống OBV rồi thì không nhất thiết phải uống lại nha. Và cái thứ hai là cái này mình vừa nói, cái người mà tay chân miệng lần đầu có thể bị nhiễm những lần sau, à, có thể là 5, 6, 7 lần chứ không phải chỉ một lần. Bởi vì tay chân miệng nó là bệnh, nó là biểu hiện những cái nốt bệnh của gọi là tay chân miệng, à, nhưng tác nhân của nó thì rất nhiều. Và cuối cùng thì trẻ sơ sinh có kháng thể từ mẹ, nên ở những đứa trẻ ở khoảng 2, 3, 4 tháng hiếm gặp. Chỉ có trong trường hợp người mẹ không có kháng thể thì lúc đó đứa con mới dễ bị nhiễm, chứ còn ít có. Nhưng vẫn có nha, có những ca là đứa trẻ bị tay chân miệng lúc khoảng 2 tháng 3 tháng. Tôi vẫn có những cái số liệu về những ca đó, nhưng mà nó không nhiều. Và nói nhiều hơn tí xíu về cái bệnh bại liệt, như các bạn nãy giờ tôi vừa giới thiệu với các bạn thì virus bại liệt nó sẽ có 3 tiếp virus, tiếp 1, tiếp 2 và tiếp 3 lây truyền theo đường tiêu hóa ha. Thì thông thường trẻ dưới 5 tuổi thường dễ nhiễm bệnh này, bởi vì do kháng thể nó không có đủ ha. Và Việt Nam của chúng ta là một trong những quốc gia mà gọi là thanh toán bại liệt từ năm 2000 đến nay, có nghĩa là 22 năm nay không có ca bại liệt nha, bại liệt quan dại. Và chủng ngừa thì hiện nay trên thế giới người ta cũng đánh giá cao cái việc chủng ngừa. Nếu chúng ta chủng ngừa tốt, tỷ lệ tiêm chủng cao thì cái khả năng mà bị nhiễm nó rất hiếm. Và chương trình tiêm chủng hiện nay đối với Việt Nam trước đây là trẻ uống OBV 1, 2 và 3, hoặc tiêm bản thân cái người nhà cho sử dụng gọi là tiêm IPV kết hợp ở trong 5-1 hay 6-1. Còn nếu chương trình tiêm chủng mở rộng thì là uống. Thì từ tháng 9 năm 2015 thì WHO công bố rằng cái tiếp 2 quan dại đã được thanh toán trên thế giới. Và vì vậy người ta sẽ chuyển đổi, người ta bỏ trong cái liều OBV. Tại vì nếu mà cho uống nó tồn tại, nó thải ra ngoài rồi nó lại biến chủng, à, có vaccine sau này các bạn nghe sẽ nghe là vaccine là polio có nguồn gốc từ vaccine, thì nó sẽ biến chủng, nó lại gây liệt. Nên chính vì vậy mà để hạn chế những cái việc đó, người ta rút khỏi cái OBV2, cái polio 2 từ cái việc sản xuất vaccine. Và cái OBV này là sản xuất ở Việt Nam, một cái nhà máy ở Hà Nội, công ty là Polivac họ sản xuất. Thì họ ngừng bỏ cái polio 2 vô mà chỉ sử dụng OBV1 và OBV3 à. Chỉ có hai tiếp này, và cho trẻ là 2, 3 và 4 tháng tuổi uống. Nếu bởi vì nó là không có OBV2 nên sau đó thì 5 tháng thì phải được tiêm một mũi IPV, có nghĩa là vaccine được tiêm. Bởi vì sao? Trong tiêm đó nó có polio 2, nó cũng sẽ tạo nên miễn dịch được, nó cũng có thể phủ được một phần nào, à, cũng lo lắng.
Nên là ngoài cái việc chỉ cho uống 1 và 3 thì đến 5 tháng tuổi sẽ được tiêm bổ sung một cái liều IPV. Cho nên là tiêm cho uống, tiêm thì nó không có đào thải ra ngoài. Thì mình không sợ cái việc mà nó nằm ở trong chất thải trong môi trường để mà nó lây bệnh. Nhưng tiêm để gọi là tăng cường thêm miễn dịch đối với polio 2. Đó là liên quan đến bại liệt như vậy. Đối với bệnh bại liệt nằm trong enterovirus, các bạn chỉ nhớ nhất, nó đã được thanh toán từ năm 2000. Việt Nam mình đã công bố không có bệnh bại liệt từ năm 2000. Và để bảo vệ cái thành quả thanh toán này, vẫn tiếp tục phòng ngừa polio cho tất cả các trẻ. Và được uống cái polio 2, 1 và 3 cho trẻ từ 2, 3 và 4 tháng đến 5 tháng. Thì trẻ sẽ được tiêm polio kết hợp với bạch hầu uốn ván ho gà, đó là tiêm là ở cái tháng thứ 5. Hoặc tùy theo năm, nếu chương trình tiêm chủng mà có được những cái vaccine đơn đối với tiêm thì họ sẽ tiêm. Đó là tùy theo chính sách, nhưng cái việc mà tiêm phải được nhắc lại ở tháng thứ 5, đó là trong cái kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bài liệt của Việt Nam. Đối với bài liệt các bạn chỉ nhớ vậy thôi. Vậy là đối với vaccine của bài liệt thì các bạn chỉ nhớ nó có OBV và IPV nha. Và OBV hiện nay không còn OBV2. Còn đối với bệnh tay chân miệng thì chắc chiều các bạn cũng sẽ thảo luận rất nhiều thôi. Thì nó chủ yếu nó gây bởi Enterobacter 71, Coxsackie 16, A6, A10 vân vân, có rất là nhiều cái tác nhân. Và thường ấy, bệnh nhẹ tự khỏi, chỉ đối với Enterobacter 71 thì đôi khi gây tử vong. Rồi ở khu vực mà đặc biệt những cái bệnh này nó lại không ở những cái nước như là Mỹ, Anh hay châu Âu, mà nó chỉ ở cái khu vực Tây Thái Bình Dương ha. Ví dụ như là Úc nè, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan và Việt Nam. Rồi thì đối với cái OV71 thì đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam gây bệnh tay chân miệng là năm 2003. Và đối với khu vực phía Nam mình á, thì cái năm 2021 là cái năm đáng sợ nhất. Cái năm đó là cái năm mà tử vong do tay chân miệng tăng cao. Mỗi khu vực phía Nam chỉ trong vòng có 3 tháng mà có 150 ca tử vong đối với nhiễm. Thì trong cái nhiễm đó không phải toàn bộ là nhiễm OV71, nhưng mà cũng có một cái tỷ lệ OV71 rất cao. Thì cái năm đó là cái năm mà kinh hoàng nhất đối với bệnh tay chân miệng. Và hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh. Cũng ở Việt Nam cũng có nhiều cái nghiên cứu nhưng mà chưa có ra được sản phẩm. Chỉ có Đài Loan là ra được sản phẩm. Và ở năm 2019, 20 và 21 tôi đã cùng hợp tác là thử nghiệm lâm sàng tiêm trên trẻ ở Việt Nam. Và đối với vaccine của Đài Loan đó rất vui. Và tôi cũng mới vừa đi tổng kết vào tuần rồi ở những cái điểm nghiên cứu, chỉ có hai tỉnh thôi, Tiền Giang và Đồng Tháp. Đối với Tiền Giang chúng tôi chỉ nghiên cứu ở Cái Bè, Cái Lậy. Còn ở Đồng Tháp thì nghiên cứu ở Cao Lãnh và Lắc Vò. Thì với những ca mình tiêm vaccine và tiêm giả dược, nó gọi là tiền rồi, và theo dõi nó trong 2 năm coi nó có biểu hiện bệnh không, có bệnh chẩn đoán lấy mẫu làm xét nghiệm, bắt được 22 ca, theo mà tính toán thì người ta nói 15 ca dương tính OV71 là có thể mở mù để xem những cái đứa này thuộc nhóm nào và tổng kết. Nhưng cái đợt dịch 2021, đầu năm 2021 vừa qua, dịch tay chân miệng, dịch OV71 thì có rất là nhiều ca, và mình đã bắt hơn cái số ca đó, hơn số ca dự tính là 15 ca, là tới 21 ca. Lúc đó tôi làm nghiên cứu rất là lo, bởi vì bên phía Đài Loan họ cứ nói sau một năm rồi mà không bắt được ca OV71 nào, ở Đài Loan bắt được ca. Ở đây cũng rất là nghĩ ra nhiều cái giải pháp, mình cũng có định là sẽ lấy đại trà ở trẻ, nhưng mà chần chừ thì tới dịch SARS-CoV sẽ ra.
Cái tới cuối năm 2020 bắt đầu một vài ca, 2021 là nó dồn dập lên chỉ trong vòng 2 tháng. Là trong cái nghiên cứu những cái đứa trẻ nào được tiêm hoặc là giả dược hoặc là vaccine thì sẽ được nghi ngờ tay chân miệng nhiễm HPV-1 lấy mẫu về xét nghiệm. Thì khi có được hai mấy ca tôi giải trình tự ra nó chủng gì rồi thì ở phía Đài Loan họ kết thúc nghiên cứu, họ mới mở vùng. Thì tất cả 22 ca đó đều nằm ở nhóm giả dược, không hề nằm ở cái nhóm mà gọi là tiêm vaccine. Như vậy mình thấy hiệu quả của vaccine đó. Và chúng tôi cũng có đăng một cái bài trên tạp chí báo Lancet về cái kết quả, cái hiệu quả nghiên cứu này. Và phía Đài Loan đang xin FDA cái cấp phép cho sử dụng cái vaccine này cho trẻ để phòng ngừa bệnh tay chân miệng, tay chân miệng do HPV-1. Nha, bệnh nó thì nó sẽ còn, nhưng do các tác nhân HPV-1 thì nó sẽ hết. Và đó là một cái nghiên cứu mà đã thành công đối với vaccine, nhưng bởi vì chưa được phép lưu hành, còn rất là nhiều thủ tục, nên coi như là chưa có vaccine. Và hiện thời điểm này thì cũng đang có một nghiên cứu một cái vaccine khác, cũng của một công ty khác của Đài Loan, ở trẻ, ở hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre. Thì cũng chọn những đứa trẻ đến, cũng tiêm hoặc là giả dược hoặc là vaccine, rồi theo dõi nó trong 2 năm để coi nó có bị nhiễm không, và nhiễm do con gì, giống như là cái đề tài trước, nhưng mà nó là một vaccine khác của một cái công ty khác. Và chẩn đoán thì đối với chẩn đoán thì các bạn nãy chị cho biết đi, giờ tới các bạn nói cho biết nó là mẫu bệnh phẩm gì, mình sẽ lấy gì để chẩn đoán. Tự nhiên cái da của trẻ mà cái mặt
thêm vô các bạn mới quấy cho nó chảy ra là chuyện bên người nhà ta không có đồng ý ha. Nên cái việc khó lấy nhưng mà nó là chính xác cần chậm lấy được quấy họng trong thời lượng còn rút nha. Như vậy chúng ta sẽ có là những cái loại mẫu bệnh phẩm thì nó sẽ là phân nè, quấy họng, dịch bão, dịch não tủy và cái dịch bóng nước. Đối với phân chỉ cần lấy phân tươi thôi, không cần môi trường vận chuyển, nhưng quấy họng cũng như là dịch não tủy, dịch não tủy cũng không cần môi trường, quấy họng và dịch bóng nước. Nếu trong trường hợp trẻ bệnh nặng khó đi cầu không lấy được phân thì chúng ta có thể lấy vết trực tràng và vết trực tràng, quấy họng và bóng nước được cho vô trong môi trường vận chuyển virus để nó bảo quản virus. Còn nếu mà các bạn lấy không thì nó sẽ bị khô và virus nó sẽ chết, không có chẩn đoán được. Hoặc cuối cùng là cái mô tử thiết. Và hiện nay là không có, nhưng cái năm 2003 do cái dịch V71 nó bùng và nó mới nên có một số ca tử vong, thì bác sĩ ở bệnh viện như họ có lấy mô tử thiết để làm chẩn đoán phát hiện virus thì có, nhưng mà hiện nay thì không có. Chỉ trong trường hợp nào thiếu hơi lắm thì người ta mới làm cái này nha. Và xét nghiệm đối với virus tiêu chuẩn vàng để nói ca này nhiễm virus đó là phân lập ra còn virus sống đàng hoàng. Và phân lập, muốn phân lập được virus thì người ta sẽ dựa vô gì? Nuôi cấy cho nó vô trong cái môi trường của tế bào đặc hiệu, và nó có gây hiện tượng hủy hoại tế bào đó là thành con rồi đó. Và muốn khẳng định lại nó thì mình lấy cái dung dịch đó mình test trở lại ra phải con virus mà mình đã chẩn đoán ban đầu bằng PCR hay không. Đó là phân lập. Cái thứ hai, khi phân lập thì định danh bằng phản ứng phân hòa hoặc là giải trình tự. Thứ ba là chẩn đoán nhanh bằng RT-PCR. Thì trong cái chẩn đoán về huyết thanh học á, người ta lấy máu, người ta chỉ sử dụng là phản ứng trung hòa trên người cái tế bào. Có nghĩa là nếu mà các bạn mà nghiên cứu thường huyết thanh thì người ta chỉ làm nghiên cứu thôi, huyết thanh đôi, huyết thanh kép, lấy cách nhau 1-2 tuần, mình so cái hiệu giá của cái kháng thể nó như thế nào bằng cái việc trung hòa với cái nồng độ liều lượng virus trước mình đã biết. Nếu nó trung hòa được thì trong cái huyết thanh đó có kháng thể, và dựa vô cái độ pha loãng của huyết thanh đó mà người ta xét được là cái mẫu máu này cái kháng thể nó ở mức độ nào, gọi là phản ứng trung hòa. Thì thông thường người ta chỉ làm trong các nghiên cứu chứ người ta không có dùng để chẩn đoán. Còn trong chẩn đoán thì giám sát lực mềm cấp. Hiện nay á, giám sát lực mềm cấp thì các bạn như mình đã nói, các bạn lấy 2 mẫu phân trong vòng 14 ngày kể từ ngày liệm. 2 mẫu này lấy cách nhau ít nhất 24 giờ. Có nghĩa 9 giờ sáng nay thì ngày mai phải là sau 9 giờ chứ không được lấy trước 9 giờ. Rồi sẽ gửi 2 mẫu này đến phòng xét nghiệm và chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ phân lập xem có chủng virus không. Rồi khi phân lập có chủng virus không thì chúng tôi sẽ dùng phản ứng trung hòa để xác định coi nó là con nào, Ergo hay là Antero hay là nếu nó đặc hiệu đối với L20B thì nó là polio. Và sau đó thì định danh xem coi nếu mà là polio ha, trên tế bào L20B dương tính á, thì chúng ta sẽ định danh xem coi nó là polio hoang dại hay là do sapin. Rồi khi mà trả lời polio thì phải trả lời là hoang dại hay sapin. Rồi sau đó giải trình tự
gửi cái chủng này đi trên hệ thống của Tổ chức Y tế Thế giới để giải trình tự xem nó như thế nào, nếu mà polio có phải là do nguồn gốc từ vaccine hay không, vâng. Còn đối với tay chân miệng, bởi vì bệnh nó cũng là cấp tính, đợi mà phân lập, kết quả phân lập nó có trong vòng có sau 14 ngày thì những ca tay chân miệng không chờ được. Và chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã phát triển cái kỹ thuật là PCR sinh học phân tử để phát hiện gen của cái virus trong những cái ca tay chân miệng, và chúng tôi lấy mẫu để phát hiện. Và khi gửi mẫu đến viện Pasteur, tôi chỉ trả lời 1. Enterovirus, 2. Enterovirus 71. Và tôi không trả lời đối với enterovirus còn kia đó, chung á, nó là con gì, ví dụ Coxsackie A6 hay Coxsackie B, Coxsackie A10 v.v. tôi không trả lời. Bởi vì cái việc mà để xác định được nó là Coxsackie gì hoặc là Ergon gì, nó phải qua cái việc thực hiện, một là real time để loại trừ, hai là giải trình tự một đoạn gen, nó vừa mất thời gian và nó mất tiền nhiều, nên chúng tôi chỉ gom lại và làm chung. Chỉ đối với những trường hợp gọi là tử vong hay là nguy hiểm, gọi là bệnh nó có nguy cơ gì đó thì bác sĩ lâm sàng đề nghị thì chúng tôi mới trả lời. Còn bình thường, còn thí nghiệm thì trả lời là Enterovirus hay là EV71 thôi. Và đồng thời tôi cũng nuôi cấy phân lập. Và cái gì mà để xác định con gì thì chúng tôi dùng kỹ thuật để giải trình tự gen đoạn ngắn. Thì ở đây có một số cái hình ảnh ở trên tế bào. Ví dụ khi mà phân lập á, tế bào bình thường thì nó sẽ có hình ảnh của tế bào. Nhưng nếu mà trong cái mẫu có virus đường ruột thì nó sẽ gây cái hiện tượng hủy hoại tế bào, nó gọi là CBE, là bệnh lý học tế bào. Thì cái tế bào nó sẽ không còn hình dạng của nó mà nó thay đổi hình dạng. Sau nhìn trên kính hiển vi chúng ta sẽ phát hiện được. Và những cái mẫu nào mà nó có cái hình ảnh như thế này gọi là có CBE thì chúng ta biết được trong đó có virus. Và bước tiếp theo là chúng ta phải định danh. Thì cái này là cái kiểu cũ rồi, xưa rồi ha, là tôi định danh bằng cách tôi có một cái kháng thể đặc hiệu, tôi cho cái virus này trung hòa cho nó một cái lượng bằng nhau, sau đó cho ủ rồi cho tế bào vào đọc, nếu có hiện tượng hủy hoại tế bào có nghĩa là không phải trong virus đó, còn nếu tế bào vẫn bình thường có nghĩa là virus này gặp kháng thể nó trung hòa hết, kháng thể nó đã xử hết những cái virus thì nó tế bào bình thường thì mình khẳng định. Còn cái mẫu này là có con virus theo tên của cái kháng thể mà mình biết được là trước đây và đến bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn còn áp dụng khi mà chúng tôi phân lập ra, nếu mà cảm thấy rằng là có kháng thể thì chúng tôi làm cái thử này. Còn nếu thời điểm không có kháng thể thì chúng ta gom lại làm giải trình tự gọn cho ngắn để xem cái virus đó là cái gì. Nếu mà tế bào bị hủy hoại thì có nghĩa là mình không biết được tên con virus. Cái này cũng hình ảnh về một cái đoạn gen. Và nãy mình nói trong cái tính chất của cái virus á, VB1, VB2, VB3, VB4, người ta nghiên cứu vùng VB1 là cái vùng kháng nguyên và cái vùng mà dễ thay đổi nhất, và dựa vô cái vùng đó mà xét cái primer để phát hiện thì nó sẽ có hai vùng. Vùng VB1 này thì để phát hiện VB1 hay Coxsackie. Còn đối với cái vùng đầu cho Antero chung là ở cái vùng 57 ở vùng đầu Cái này là cái sơ đồ về xác định kháng thể là máu máu chúng ta biết có hay không, chúng ta sẽ cho trung hòa với kháng nguyên. Kháng nguyên là virus chúng ta biết được, rồi sau đó chúng ta ủ rồi cho tế bào vào, rồi chúng ta sẽ theo dõi nếu mà cái lượng huyết thanh của mình
có kháng thể nó sẽ trung hòa virus, thì quan sát tính nhân viên thì chúng ta sẽ không thấy hiện tượng nhiễm khuẩn tế bào và chúng ta kết luận là có kháng thể. Và nếu chúng ta lấy cái huyết thanh đó chúng ta pha loãng ở mức độ 1/8-16 trên dân số, ở cái nồng độ càng pha loãng nhiều thể chứng tỏ rằng cái lượng kháng thể trong cái hiệu giá kháng thể của cái mẫu máu đó cao. À, đó là về nguyên tắc. Thì trong điều trị và phòng bệnh thì nãy giờ cũng nói rồi, điều trị thì chắc chắn nó chỉ điều trị những cái triệu chứng, còn phòng bệnh thì chỉ có rửa tay, vaccine thì duy nhất chỉ có bại liệt, còn tất cả những antivirus khác chưa có vaccine. À, còn phòng bệnh đối với cái việc mà đối trẻ thì cái việc chăm sóc trẻ, khẩu trang, rửa tay là việc cần thiết. À, và vệ sinh lau khu vực mà trẻ chơi, và đồ chơi của trẻ vân vân. À, đó là những vấn đề. Còn nếu phát hiện ca mà tay chân miệng thì nên hạn chế tiếp xúc, à, gọi là cách ly, và làm sạch khử trùng là một trong những cái quan trọng. Rồi, đó là những gì về Antaro. Giờ các bạn có hỏi gì? Có hỏi gì không? Suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi rồi hỏi. Có hỏi không các bạn? Như vậy là đối với virus đường ruột, các bạn biết nó là con virus gì, đúng không? Rồi nó là loại RNA hay DNA, à, nó có bỏ hay không bỏ, rồi nó bị diệt bởi hóa chất nào, ở môi trường như thế nào, à, phân loại nó ra sao, nó có bao nhiêu nhóm. À, rồi trong mỗi nhóm như vậy thì chúng ta thấy cái cơ chế gây bệnh của những cái nhóm virus đó như thế nào. Và từ cái cơ chế gây bệnh chúng ta biết được cái cơ quan đích của nó, và chúng ta biết được cái nơi tồn tại của virus, thì chúng ta có được chọn những cái loại mẫu. Đó là chung tất cả về virus đường ruột. Có hỏi gì không? Rồi mời bạn. Kể thì cô có nhắc đến việc là vi khuẩn đường ruột, virus đường ruột, thì gia đình có cái có yếu tố gia đình ở trong đó, thì cái việc khi mà mình phòng bệnh, khi mà cái như là mấy cái đứa trẻ đã bị bệnh thì mình dự phòng có là cho gia đình của mình nhé. Như bạn nói là có cái sự lây truyền từ người lớn qua đứa trẻ, đúng không? Thì như vậy để dự phòng cái việc lây nhiễm cho đứa trẻ như thế nào, thì cái việc hôn trẻ là cái việc hạn chế. À, thứ nhất, người lớn mình hay gặp nít hay hôn, đúng không? Cái việc hôn đó là một trong những cái tốt nhất, là con cưng nữa gặp phải chỉ cái việc ôm hôn thôi. Con tôi là dứt khoát cũng cho hôn mạnh, không đau đâu chứ không cho hôn mạnh, là một trong những cái. Và nếu mà các bạn thấy ở bên ngoài người ta nó có dịch, à, hiện nay đang có dịch tại Mỹ, bây giờ truyền thông hỏi rất nhiều, thì mình cần lưu ý chăm sóc trẻ luôn luôn rửa tay khi mà pha sữa hoặc là lúc ăn, à, và tránh cái việc thổi đồ ăn, thổi nguội cho lúc trẻ ăn. Cái này những cái người làm đó, tôi mà khi mướn người làm mà giữ con là dứt khoát nha. Thứ nhất, không cho hôn. Cái thứ hai, không có thổi đồ ăn nguội, cứ múc là mình ít lúc hết một thời, dứt khoát không có cái chuyện là thổi cái đó là tự thổi đồ. À, thứ ba, nếu mà cái việc chăm sóc trẻ gần á thì được thì mình mang khẩu trang, nhưng cái đó hiếm đó. Trừ khi những cái dịch, ví dụ dịch tay chân miệng mình đùng đùng giống như cái năm 2011 á, là lúc đó mình nên khuyến cáo người nhà khi chăm sóc trẻ phải mang khẩu trang để hạn chế khi mà nói chuyện hay gì đó vẫn có thể là tạo ra, nó bắn ra những cái virus. À,
Đó là những cái. Nhưng bởi vì hiện nay theo cái phòng chống dịch thì người ta chỉ có việc là kêu rửa tay, lau dọn vệ sinh đồ chơi, dụng cụ của trẻ thôi. Nhưng nếu mà gọi là bản thân á thì mình nên nghĩ đến những cái đường lây truyền gì mà mình hạn chế. À, chưa đưa vô khuyến cáo, chỉ có cái bài báo đăng lên tôi nói rằng à có cái sự lây truyền trong một cái hộ gia đình từ người lớn qua trẻ. Còn cái chuyện mà chính sách về phòng bệnh đó là của một quốc gia, còn mình hiểu biết, mình biết những vấn đề như vậy để mình phòng ngừa thôi. Các bạn đó, cái trong vấn đề trong hộ gia đình đi, có thể là không phải là cha mẹ nữa nha, chị anh chị đi học vẫn có nghĩa là lúc đó tôi lấy là tôi lấy trong gia đình 6 người tôi lấy hết, mỗi 6 người 4 người tôi lấy hết, thì có những cái hộ cả nhà bị bệnh. Không, người lớn không cần điều trị, ngay cả trẻ cũng không cần điều trị, chỉ có việc chăm sóc thôi. Chỉ trong à, các bạn khi đó sau này các bạn đi về lâm sàng các bạn sẽ thấy đối với tay chân miệng á, hôm nay các bạn có cái chuyên đề đó, các bạn cũng sẽ thấy rằng tay chân miệng nó chia 4 độ, 1 độ 2, 2 A, 2 B, 3 độ 1, chỉ nhập viện khi độ 2 B, còn độ 2 A vẫn có điều trị và chỉ gọi là chăm sóc hỗ trợ thôi chứ không có điều trị đặc hiệu gì hết. Các bạn nào hỏi gì nữa không? Hiện nay theo cái về chương trình giám sát cũng như hướng dẫn phòng và điều trị bệnh tay chân miệng á là chỉ nhập viện đối với 2B, 2A cũng nhập viện. Và 2B là sao gọi là 2B? Có biến chứng thần kinh. Hỏi không? Ông hỏi thì nghỉ giải lao 10 phút đi. À, chúng ta vô tiếp bài tiếp.